Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm MapPro. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn đó là chức năng thống kê đối tượng theo một trường thuộc tính nào đó nha. Trong bài giảng của mình nè. Rồi mình vào trực tiếp vào cái phần này luôn nha. Rồi bắt đầu. Giả sử tôi muốn thống kê biết cái phần mà diện tích đền bù nằm trong phần giao thông này như thế nào thì vô vào query này nha. Rồi tôi bấm vô cái trường pháp lý. Ta chọn cái thống kê thế nào nè, bảng thống kê, cột thống kê, bấm ok nha. Đây còn không nữa, bấm F2 nè, tiếp và rồi nha. Rồi ta vào query thống kê nha. Rồi phần diện tích pháp lý ok. Đây đó. Giả sử ngay trong phần diện tích pháp lý này nè, diện tích cao nhất có bao nhiêu, 41.2, diện tích thấp nhất có nhiều, đây cái gần nhất ở đây nha. Ta vào qua đây diện tích pháp lý. Đã, ok đây diện tích thấp nhất nè, thấy không? Đây là bảng thống kê, cột thống kê nó điểm bao nhiêu cột, diện tích pháp lý cao nhất, thấp nhất, các vùng từ cao đến thấp nhiều, tổng cộng bao nhiêu. Cái này thì không có liên quan gì nhiều lắm các bạn nè. Khoảng cách nè, sum tổng nè, mi với trung bình nè, phương sai nè. Đó, tôi tập trung vào phần tổng thôi, giữ ta coi nhanh nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe, rồi chúc các bạn thực hành thành công nha.